Thúy Ngân đáp trả fan, hài hước hé lộ mối quan hệ với Trương Thế Vinh. Sau nhiều lần được khán giả đẩy thuyền với Trương Thế Vinh, Thúy Ngân đã chính thức lên tiếng phản hồi trên trang cá nhân. Dẫu vậy, mối quan hệ của cặp đôi trai tài gái sắc này vẫn tạo nên mớ tơ vò khó hiểu cho dân mạng. Cụ thể, trưa ngày 14 tháng 1, người đẹp phim Hải Đường Trong Gió đã được khán giả đưa ra câu hỏi về mối quan hệ với Trương Thế Vinh. Không còn né tránh như trước, Thúy Ngân thẳng thắn đáp rằng vẫn sống đi làm và hít thở không khí em ạ. Cách trả lời về chuyện tình cảm với người yêu tin đồn của Thúy Ngân mang đến sự khó hiểu cho cộng đồng mạng. Tuy nhiên, phản ứng thoải mái từ phía người đẹp khiến khán giả ngầm hiểu mối quan hệ của cả hai dường như đang rất tốt đẹp và hứa hẹn sẽ có tin vui trong thời gian gần. Trong thời gian qua, cặp đôi Trương Thế Vinh Thúy Ngân không ít lần làm fan phát sốt vì những lần lộ bằng chứng hẹn hò, tin đồn xung quanh chuyện tình cảm. Từ việc ngồi chung xe hơi tới những bó hoa bí ẩn được Thúy Ngân đăng tải trong các ngày đặc biệt hoặc xuất hiện tình tứ trên sân khấu, mọi thứ đều khá rõ ràng. Thậm chí Trường Giang cũng đã nhiều lần trêu ghẹo cặp đôi, ẩn ý chuyện che giấu tình cảm. Điển hình nhất là khi tham gia game show chung cùng Thúy Ngân Trương Thế Vinh, ông xã Nhã Phương đã nói lớn và chỉ về phía nữ diễn viên rồi nói: "Thúy Ngân đi ra mắt hả? Mẹ Vinh mới từ Đà Nẵng vào kìa, mày phải qua chào một tiếng chứ Thúy Ngân." Bị đàn anh trêu, Thúy Ngân tỏ ra ngó lơ, nhưng nam ca sĩ tình yêu hoa gió lại khá bối rối. Mới đây, khi xuất hiện tại sự kiện cuối năm 2020, Nhã Phương còn cao hứng cho biết hôm nay Trương Thế Vinh và Thúy Ngân đi cùng nhau để đưa nhau đi ra mắt. Mặc dù chỉ là lời trêu ghẹo giữa các diễn viên, nhưng nhiều khán giả cho rằng không có lửa thì làm sao có khói. Mặc dù không phản hồi rõ ràng về chuyện tình cảm với Trương Thế Vinh, nhưng bóng hồng phim Gạo Nếp Gạo Tẻ vẫn nhen nhóm niềm hy vọng cho hội fan đẩy thuyền. Mong rằng trong thời gian sớm nhất, cặp đôi này sẽ nhanh chóng thông báo tin vui đến mọi người.